Và xin chào các bạn, mình là Hiền Nguyễn. Hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể nhắn được một đoạn tin nhắn nhanh từ Google Sheets sang WhatsApp. Với điều kiện sau, thứ nhất trên thiết bị của bạn phải cài WhatsApp, có thể là máy tính hoặc là điện thoại bạn phải cài WhatsApp, và số điện thoại của các bạn cần nhắn phải có đăng ký WhatsApp thì bạn mới nhắn được nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ví dụ như mình có các cái bảng danh sách như thế này, mình có thông tin ngày sinh nhật. Bây giờ mình click vào đây, mình nhắn vào, mình sẽ gửi được tin nhắn tới cái số điện thoại của người này. Ok. Rồi ví dụ như cái người tiếp theo mình muốn chúc buổi tối vui vẻ, mình nhấn vào đây, nhấn thì phần mềm sẽ gửi chúc buổi tối vui vẻ tới cái người nhận của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể tạo được cái này? Thì chúng ta chỉ cần tạo công thức đơn giản như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng hàm hyperlink, tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng đoạn API HTTPS, rồi xịt xịt api.whatsapp.com send message. Rồi chúng ta sử dụng cái mã vùng của Việt Nam của mình là cộng 84. Nếu mà số điện thoại nước ngoài thì chúng ta phải gõ theo số tổng đài phía trước nha. Ở đây Hiền đang gõ đầu số 0. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ chuyển cái giá trị này về số bằng cách chúng ta gắn hàm value để chúng ta chuyển bỏ cái số 0 đi. Tiếp đến là các bạn sẽ test là cái nội dung tin nhắn của bạn. Ví dụ như mình để đây hello, rồi mình sẽ nói với lại tên của người nhận, và tiếp đến mình sẽ enter xuống dòng bằng cái char này. Sau đó bạn sẽ nói với cái nội dung tin nhắn, và ở đây bạn sẽ có cái tiêu đề của bạn là send to message, bạn có thể đổi sang là nhắn sang nhắn tin WhatsApp. Rồi nhấn enter thì như vậy mình đã xong, mình nhấn ok, lập tức tin nhắn sẽ refill vào trong hộp thoại và chúng ta có thể gửi tin tới cho người dùng trên thiết bị của chúng ta. Rồi vâng, các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn có thể làm thêm và áp dụng cho mình nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.